Shopee 10 tháng 10 siêu sale chính hãng. Hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Nghĩ là cái này có thể là đúng. Theo anh á thì cứ hồi đó giờ anh cứ nghe lên núi. Dạ. Là trốn nợ thôi, trốn nợ thôi. Mà đó là núi thường, còn núi Phú Sĩ. Cái quan trọng ở đây đó là núi Phú Sĩ là phải có tiền qua Nhật. Đúng rồi, là một biểu tượng của Nhật. Vậy thì bây giờ em chọn đi. Câu hỏi kế tiếp. Theo đơn vị đo lường ở nước ta, 1kg vàng bằng 100 cây vàng, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Nhấn à, hết thời gian à. Sai. Ở đây cái những người, cái này em bấm dài. Theo kiến thức nền của anh á, thì 1kg vàng nó tầm khoảng 27-28 cây gì đó. 1kg là bằng 27-28 cây. Cỡ đó đó, 27 phẩy mấy. Trong khi nó kêu 1kg là bằng 100 cây là sai đúng không? Đúng rồi, sao mà tới 100 cây được. Một lượng vàng á, anh biết á, nó tầm khoảng là 37,5 gram. Thì 100 cây vàng nó sẽ rơi vào khoảng là 3kg mấy đó, chứ không phải là 1kg. Có ai có ý kiến khác không ạ? Không. Tôi thấy cái điều này nó vô lý quá. Tôi không chấp nhận được cái chuyện mà 1kg vàng là bằng 100 cây. Bằng 100 cây. Như vậy là ban tư vấn đồng ý với đáp án anh đưa ra. Chi à? Giữ nguyên đáp án này. Dạ em giữ nguyên tại em nghe giữ thấy nguyên. Hợp lý. Hợp lý quá trời. Đây là đáp án bạn chọn. Và đáp án giúp tôi đó chính là đáp án chính xác. Chúc mừng. 100kg vàng thì chúng ta tương đương với là 266 chỉ vàng, đồng nghĩa là bằng khoảng 26 cây. Câu hỏi thứ 3, ở bậc 4. Nhiều người Nhật cho rằng bạn sẽ gặp may mắn cả năm nếu mơ thấy núi Phú Sĩ vào đêm mùng 1 Tết, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đúng. Tại sao bạn nghĩ là đúng? Tại vì chồng em là giáo viên dạy tiếng Nhật. Nhưng mà bạn thấy là cái này một cái câu hỏi mẹo thôi. Thường thường chúng ta nhắc đến Nhật Bản, những cái điều may mắn ta nhắc đó là cái gì? Đó là cá koi. Đúng đúng, có cá koi luôn. Đến những cái đặc trưng nó như hoa anh đào. Lý gì mơ thấy núi là may mắn? Nào cái này em có hỏi chồng em. Theo cá nhân của em á thì người ta hay nói là núi Phú Sĩ là tượng trưng cho cái sự mà ấm áp và sự sung túc giàu sang. Thì nằm mơ thấy nó có nghĩa là mình mơ thấy cái sự giàu sang đó. Thì em nghĩ là cái này có thể là đúng. Theo anh á thì cứ hồi đó giờ anh cứ nghe lên núi. Dạ. Là trốn nợ thôi, trốn nợ thôi. Mà đó là núi thường, còn núi Phú Sĩ. Cái quan trọng ở đây đó là núi Phú Sĩ là phải có tiền qua Nhật. Đúng rồi, là một biểu tượng của Nhật. Vậy thì bây giờ em chọn đi. Chốt đáp án. Nó rõ ràng là một biểu tượng của Nhật. Em chốt đáp án tại vì có nhiều người cũng hợp lý. Chồng em nữa. Chồng em nữa. Lẽ chồng em lừa em. Chồng em lừa em. Biết đâu. Tới chương trình hay dùng từ lừa quá. Mà tới chương trình hay đổ thừa người này đổ thừa người kia. Không lẽ người ta lừa em. Công bố đáp án. Đúng, chốt. Dạ. Không sử dụng trợ giúp. Khúc. Năng nỉ cũng không. Dạ khúc. Đáp án bạn chọn là đáp án chính xác. Chúc mừng. Theo biểu tượng núi Phú Sĩ trở thành một trong những hình ảnh đại diện cho đất nước Nhật Bản. Và theo quan niệm nếu vào đêm mùng 1 Tết ai mơ thấy ngọn núi này, núi Phú Sĩ sẽ được may mắn trong cả năm. Rồi bây giờ sẽ là câu hỏi cuối cùng tại bậc 4 này. Nếu bạn chiến thắng câu hỏi thứ 4 này, bạn sẽ có ngay 10 triệu đồng. Dạ. Câu hỏi như sau. Trong chiến tranh Trạng Quỳnh, Trạng Quỳnh của Kim Khánh, nhân vật Trạng Quỳnh là cháu của Trạng Quỳnh, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Ê, tắt chưa vậy? Tắt rồi. Nhanh nào, hết thời gian. Nhanh, hết thời gian rồi. Sai hay đúng? Nhân. Sai. Tại vì nghe Trạng Quỳnh nghe cái gì lạ quá anh. Đây. Sai quá. Mời bạn hãy cùng chúng tôi rảo bước vào khu vườn văn học của chương trình. Về cái chuyện Trạng Quỳnh thì anh đã xem từ khi anh còn rất là nhỏ. Và rất nhiều những cái câu chuyện liên quan tới cái nhân vật này mà mình rất là thú vị. Bởi cái sự thông minh, cái sự láu lĩnh của nhân vật. Nhưng ít ai mà đọc tới cái phần chuyện mà Trạng Quỳnh, có người cháu tên là Trạng Quỳnh. Tại sao không phải là một cái nhân vật tên nào khác? Đúng anh. Và tại sao không phải là một danh xưng nào khác? Dạ. Mà là cháu
có nghĩa là có một cái chi tiết đó mà có thể là cái chi tiết đó không quá phổ biến, nhưng mà nó có, cho có nên mọi người không để ý hoặc là không có nhớ bị quên. Nó sẽ có. Có. Tại vì thường những cái câu chuyện mà hay người ta hay viết về những cái nhân vật nối tiếp đời sau, đời sau, đời sau, không mãi kể về Trạng Quỳnh sẽ có những cái Trạng ở phía sau. Thì nó xuất hiện phía sau thì rõ ràng nó không phải là cha, chú, anh, chị của Trạng Quỳnh. Nếu mà như là mình con cháu. Phải là con cháu. Anh Nghĩa với Khả Như phân tích là có lý nha. Có nghĩa là cái hệ thống nhân vật thì thường sẽ có con cháu gì đó họ, nhưng mà cũng gọi là rất là thông minh, gọi là Trạng mà. Anh nghĩ là chắc chắn là sẽ phải có cái nhân vật Trạng Quỳnh này. Mà cái quan trọng đây là chúng ta phải xác định xem nhân vật đó là cháu, là con, hay là anh, hay là em. Chốt chưa? Còn hai quyền trợ giúp. Chốt đi. Vào đây. Có chơi có chị. Lúc chúng ta sẽ công bố kết quả của chương trình. Kết quả của chúng tôi, đáp án bạn chọn là một đáp án. Hay quá, bé nó kiên định quá. Kiên định. Nhưng mà có Trạng Quỳnh không anh nghe lại. Đây, nhân vật này là một nhân vật có trong tác phẩm. Bởi vì là con nuôi của Trạng Quỳnh. Thôi vậy anh nghĩ nó đúng là có nhân vật mà. Đó. Nghe không biết thôi. Và cậu bé này rất là thông minh, tốt bụng nhưng lại ham ăn. Đầu có 3 chấm tóc, được Trạng Quỳnh đặc biệt danh là Quỳnh Tai To. Bạn đã có 10 triệu chắc chắn. Đây là thời khắc bạn quyết định bước đi kế tiếp của mình. Bạn còn 2 quyền trợ giúp. Bậc 5 sẽ có 5 câu hỏi. Khó hơn nữa, giải thưởng tăng dần lên là 20 triệu đồng nếu bạn dừng lại ở đây. Nếu bạn chơi tiếp, bạn thất bại thì bạn sẽ lấy được tiền thưởng của vòng thi thứ 4. 10 triệu bớt một con số 0 là còn 1 triệu đồng. Em chơi tiếp. Chơi tiếp bậc 5. Mày thấy may mắn lắm. Bé chất ghê ta. Chất. Liều ăn nhiều. Bạn còn 2 quyền, hãy nhớ cân nhắc sử dụng nó. Câu đầu tiên. Nguyên liệu chính được sử dụng để sản xuất thủy tinh chính là cát, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đây là một kiến thức mà Huy nghĩ khó lòng sai được. Đúng rồi, em nó quá phổ thông đi. Phổ thông. Đúng rồi. Chính vì nó quá phổ thông coi chừng bị lừa. Bị lừa. Cũng đúng luôn. Tại vì em không có nhớ là nó là nguyên liệu chính hay không chính thôi. Em đúng nhớ rồi. Là nó là cái chữ chính đó. Không thể nào chỉ là từ thủy từ cát mà là nấu thành thủy tinh không được. Nó phải có những cái khác nữa. Nó mang máng gì thôi. Với lại nhiều khi bây giờ cái công nghệ mới hiện đại người ta không có làm ra thủy tinh từ cát nữa. Như lại nhớ về một cái kỷ niệm hồi xưa như coi chuyện Doraemon. Thì Doraemon có một cái đèn mà khi mình chiếu cái đó mình sẽ thấy được nó là nguyên thủy như thế nào. Thì cái đèn đó chiếu ngay một cái bóng đèn thì nó sẽ ra một cái nắm cát. Thì đó là cái mà Như nhớ nhất. Em cũng nhớ mang máng là coi khoa học em yêu cái gì mà lâu lắm rồi. Em yêu khoa học chứ lộn người ta nung nóng cát xong rồi người ta mới làm cho tin. Trời này lâu lắm rồi, em nhớ mang máng là vậy. Sao ừ hoài vậy, nói gì đi. Dạ, mấy cái khoa học em hay đọc lắm. Dạ. Anh đã đọc rồi, có nghĩa là thủy tinh là nguyên liệu chính là làm từ cát. Cho đáp án chưa? Cuối cùng là xin mời. Chốt. Chốt. Tại vì em cũng nghĩ là 80%. Đáp án cuối cùng chúng tôi. Đáp án. Đáp án. Chính xác. Chúc mừng ạ. Câu hỏi này, câu hỏi khởi động, chạy sơ sơ cho nóng máy thôi. Chạy sơ sơ. Bây giờ câu hỏi chính của bậc 5 đây. Bố nhóm máu O, mẹ nhóm máu AB. Con sinh ra thường sẽ có nhóm máu O, đúng hay sai? Thời gian bắt đầu. Đáp án. Sai. Tại sao ạ? Nếu mà sinh ra con á thì con nó sẽ là nhóm máu cái gì đó kèm theo cái kia chứ không phải là một máu O không, không không khó lắm. À, nhóm thường nhóm là O gen nó được. Sẽ không có ra cái nhóm OA hay OB. Có O trừ O gì không chị? Không ra O không, đúng không chị? Nó sẽ không ra O, nó sẽ có thể là nó sẽ ra chuyên A hoặc là chuyên B. Đó là theo em nhớ em đi học là vậy. Thôi, tính theo cái kiểu đó thì mình nhức đầu lắm ha. Bởi vì mình cũng không có nhớ lắm về cái kiến thức sinh học hồi xưa. Chị thấy thế này. Trong nhà người ta hay nói phụ nữ như cái nóc nhà vậy đó. Nghe không?
Thành ra là nói gì nói, cái nóc nó cũng trên cùng, nó cũng quan trọng. Dạ. Vì vậy khi mà sanh con ra thì nó phải giống như của người phụ nữ. Dạ. Đó, là AB. AB. Còn anh tính thì sao? Ôi, không phải, cái này là kiến thức nữa. Kiến thức nền nhớ là máu ô với máu ô nó mới ra máu ô thôi. Đúng rồi, em có ngớ vậy luôn. Cảm ơn ban tư vấn. Có sử dụng quyền trợ giúp hay không ạ? Dạ không. Em nay mai sẽ làm một bác sĩ gì máu. Ok, ok. Oh, ok. Rồi bây giờ bây giờ là chúng tôi công bố kết quả như sau. Đáp án bạn chọn sai là đáp án chính xác. Cảm ơn.